Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ cắt tỉa cái cây trầm rậm nha mọi người. Ôm tầm quá, bây giờ mình sẽ cắt tỉa là mình sửa lại nha mọi người. Đây là cây trầm rậm mình đang phải mà mình làm video này mọi người. Nó ôm tầm quá nè. Giờ mình sẽ cắt tỉa làm lại thành cây bonsai nha mọi người. Hãy subscribe cho trước khi cắt cho mình phải dọn đi cho nó gọn gọn rồi coi chủ cái thớ nè rồi mình sẽ sửa lại nha mọi người. Đây cây bonsai đã lâu quá nó lên thì tự phát làm hắn đi. Cái năm tầm sau khi mình cũng đã bỏ hết rồi mọi người. Nào bây giờ mình sẽ coi cái thớ rồi đó mình sẽ sửa lại, mình sẽ muốn thành cây bonsai mọi người. Đó, cây nè. Giờ nó cắt xong nó trống trải hết ra. Bây giờ là mình sẽ tiến hành làm nha mọi người. Bonsai thì còn phải có kiểm đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm từ từ cái chi phần chi dưới nha. Phần cây dưới nha mọi người. Làm cây dưới nha. Cây trồng quá cây cây trầm rậm nha mọi người, ở qua thì gọi là cây con muỗi nha. Giờ mình sẽ sửa từ từ nha mọi người, tại vì cái này nó cũng khá là ổn tâm. Bây giờ mình sẽ làm làm coi thử cái thớ nào đẹp nhất thì mình sẽ sửa thôi. Bây giờ tay này nó cũng quá là ổn tâm, lâu quá không có làm.
xin của nó là tôi nghe đến giết luôn. Đây này nó phát triển mạnh lắm luôn, trầm nó chiếu rắc cát của xe lên rơi. Bây giờ anh dịch nhiều quá cũng không mua được cái kiểm mới mà rồi thì bây giờ lấy cái kiểm cũ nó mình sử dụng lại. Đây cái cầm có cầm mới nhưng nó to quá không có làm được nha mọi người, thì bây giờ mình lấy cầm mình làm sử dụng lại. Cứng lắm rồi, dây nhôm này nó là bị lớn chứ cũng cứng. Khó cái nhánh này lại luôn cho nó khỏi trẻ gì á, còn bây giờ mình sẽ tất cả làm mấy cái nhánh cây nhỏ nữa. Cây này nó cũng dè nó cứng thì cây nhỏ mình bẻ nó sẽ lại, mình sẽ lấy vuông cộng to mình làm. Cái này nó cũng phải được một anh em rồi mình đang tháo ra. Cái kẽm mà mình uống đi uống lại mọi người 2-3 lần đó, nó cứng lắm. Mấy cái này mình làm cẩn thận chút là ok. Thì chơi nghệ thuật thì không có gì nói gọi đâu mọi người, thì mình cũng đã xem bây giờ mình dạng cái nhánh này ha. Nếu mình sẽ cho nó lấy cho nó khỏi thưa đi cái gốc mọi người, nó chín chín nó đẹp ha.
nhánh nhỏ hơn thì mình sẽ dùng cái tuyển nhỏ hơn. Được ha. Đó, còn cái nhánh này nữa mình sẽ làm luôn cái nhánh này được. Thì là có thể mình mới tiến hành làm tới nay rồi, trước đây đang làm còn phía sau. Lấy con chuyện đó luôn chứ. Mọi người cũng thông cảm nha, coi video mà thấy dài á mọi người thông cảm chứ, tại vì làm cây á thì mà thật mà đâu có làm nhanh được, tại vì một cái cây mình nuôi nó rất là lâu á, làm nó cẩn thận chứ không một khi nó gãy là mình sửa lại lắm, mình nuôi lại lâu lắm nha mọi người, thì mọi người thông cảm ha. Thì mình làm cây thì nó hơi chậm chút, nhưng mà cũng chỉ cho mọi người cái cách làm để cho nó ra được cái cây đẹp á, đỡ lâu quá rồi nó cây nó tùm hết rồi, mình cũng làm nên nó sẽ hư đi chứ thôi. Trong quá trình mình làm thì cắt tỉa mình bắt đầu mình sửa từ từ nữa rồi. Lấy luôn cái chi cây này mình làm cái tay luôn, còn cái này mình sẽ cho nó đi tiếp cái này cái nhánh chủ ha mọi người. Đây là một cái tay nữa nha mọi người. Cái nào bây giờ mình sẽ để cúp vô, cúp vô và từ từ thôi, nhưng mà cứ vừa từ từ làm không có gì ngắn gọn. Thì hai cái này mình sẽ sửa thành hai cái tay luôn. Lắm mà nó sẽ ra phát triển nhanh lắm. À, này xong rồi mình sẽ cho cái chi này nó rộng luôn. Rồi bây giờ cái tôm làm nó cái nó gọn lắm, gọn nó sạch. Mình sẽ để được không được. Nó làm cho nó ra được một cái hay đẹp. Nó xuống như nó cầm xuống này chút còn cái chim này nó bay lượn nó như vậy.
cái này á, mình sẽ sửa từ từ nữa rồi. Mình làm đó. Mình coi xong ok đâu đó rồi bây giờ mình không cũng như không được. Cái này mình sẽ đổi về đây rồi có đâu mình làm tiếp cái đó như mình rồi. Đây là cây một cây cung muỗi nha, người ta gọi cây chùm rậm á mọi người. Đó, trong quá trình mình làm á nó cũng được ra như thế này mọi người. Cái cây âm tầm nha, mình làm xong rửa gọn gàng thì nó cũng ra được cái thớ cũng gọi là tương đối là gọi là chơi được phải không mọi người. Nó tương đối ha, cái này nó sẽ che bớt đi cái phần gốc ha mọi người. Đó. Nó chia bớt đi phần đó. Còn những cái này nè, con ấy mình sẽ hỏi cắt bớt thôi, cho nó đeo cái bột mới cho nó, bây giờ mình sẽ làm một lần kính thôi mình nè. Đó, thì video nó cũng dài rồi, thôi chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và bình an ha.